Ngày 9 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 33 bị can trong vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, mua bán trái phép vật liệu nổ, sử dụng trái phép vật liệu nổ, mua bán trái phép hóa đơn, lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại mỏ than Minh Tiến, tỉnh Thái Nguyên. Viện Kiểm sát xác định bị cáo Châu Thị Mỹ Linh, Tổng Giám đốc Công ty Yên Phước, là người chủ mưu thực hiện các hành vi, chỉ đạo Nguyễn Quang Thuyên khai thác thỏa thuận thống nhất, ký hợp đồng dịch vụ, chuyển nhượng trái pháp luật để Công ty Đông Bắc Hải Dương khai thác than trái phép tại mỏ than Minh Tiến với tổng khối lượng hơn 3 triệu tấn và khoáng sản đi kèm, gấp 23,4 lần tổng sản lượng được cấp phép của thời hạn 18 năm. Bên cạnh đó, bị can Linh còn chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ, tài liệu, hóa đơn, chứng từ với các cơ quan chức năng để che giấu hành vi khai thác than trái phép cùng khoáng sản đi kèm. Bị can Linh cũng đồng ý với việc bán trái phép gần 3.000 kg thuốc nổ và gần 11.000 kiếp nổ cho Đỗ Văn Vĩnh và Lương Văn Tiến để khai thác trái phép thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng. Trong vụ án còn có hai bị can Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh cùng truy tố về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và mua bán trái phép hóa đơn trong việc tham gia góp vốn, có vai trò chủ mưu trong việc bàn bạc thống nhất việc khai thác trái phép hơn 3 triệu tấn than và khoáng sản đi kèm, vượt quá tổng sản lượng được cấp phép. Cáo trạng cũng cho biết ông Nguyễn Thế Giang là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp phụ trách đoàn công tác về khoáng sản và môi trường để kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và khoáng sản tại Công ty Yên Phước, nhưng không trực tiếp tham gia đoàn công tác, không đôn đốc phòng khoáng sản thực hiện kiểm tra thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực khoáng sản, đã để Công ty Yên Phước khai thác than không đúng giấy phép. Theo ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, chiều tối nay 9 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa vừa mưa to, Đà Lạt, Đà Nẵng cũng có mưa vừa mưa to về chiều tối. Dự báo khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông từ ngày hôm nay 9 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm trên 24 giờ, có nơi trên 70 mm trên 24 giờ. Từ ngày 10 tháng 5, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30 mm trên 24 giờ, có nơi trên 50 mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Ngày 9 tháng 5, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi có văn bản về rà soát tham chiếu các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật sử dụng đá mi bụi trong công trình xây dựng, giải quyết khan hiếm cát hiện nay. Theo đó, giữa tháng 4 năm 2023, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã có đề xuất sử dụng đá mi bụi cho công tác xử lý nền móng các công trình xây dựng và các vấn đề liên quan khác. Thế nhưng đến ngày 8 tháng 5, Sở Xây dựng Quảng Ngãi có văn bản tự bác đề xuất sử dụng đá mi bụi và nhận thấy sử dụng đá mi bụi để san lấp mặt bằng ở thời điểm hiện nay là chưa cần thiết. Sau khi rà soát tham chiếu các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật có liên quan thì loại sản phẩm này có thể sử dụng để san lấp mặt bằng. Ngày 9 tháng 5, Trung tá Trần Tuấn Dũng, đồn trưởng đồn biên phòng Cửa Tùng, biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, khoảng 5 giờ 20 phút cùng ngày, người dân thôn Mạch Nước, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển. Sau khi thông báo cho các lực lượng chức năng và người nhà của ngư dân mất tích xác nhận đây là ông Nguyễn Văn Khoảng, 52 tuổi, thường trú tại Ngư Thủy Bắc, tỉnh Quảng Bình, bị tai nạn trên biển do dông lốc ngày 8 tháng 5. Sau đó, lực lượng chức năng đã làm các thủ tục và bàn giao thi thể cho gia đình đem về mai táng. Ngày 8 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Nghĩa, 27 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long, 17 năm tù, Nguyễn Duy Phương, 34 tuổi, trú thành phố Hồ Chí Minh, 16 năm tù, Nguyễn Văn Đô, 22 tuổi, trú tỉnh An Giang, 13 năm tù, về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, vào tháng 9 năm 2019, Nghĩa được quyền trú tỉnh Đồng Tháp đề nghị mở tài khoản ngân hàng để bán lại với giá 2,5 triệu đồng một tài khoản. Nghĩa đăng ký mở 10 tài khoản khác nhau và tìm người khác mở tài khoản giao cho Tuyền để hưởng tiền chênh lệch. Tuyền giới thiệu Nghĩa quen với một người Malaysia tên Jackson Liu. Người này thuê căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh để Nghĩa và Tuyền ở, tìm người mở tài khoản ngân hàng. Thủ đoạn của nhóm đối tượng là giả danh cán bộ công an gọi điện đe dọa các nạn nhân. Nhóm đối tượng yêu cầu bị hại cài đặt ứng dụng có logo Bộ Công an nhằm chiếm quyền sử dụng điện thoại, chuyển toàn bộ tiền trong Internet Banking vào các tài khoản ngân hàng do Nghĩa lập nên. Nghĩa sử dụng các tài khoản nhận tiền chiếm đoạt, sau đó mua tiền kỹ thuật số, chuyển vào ví điện tử cho Jackson. Quá trình điều tra xác định có 4 bị hại bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết khoảng 18 giờ 50 phút ngày 8 tháng 5 tại km 233 cao tốc Cầu Giẻ Ninh Bình hướng Hà Nội Ninh Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách và xe ô tô đầu kéo tại địa phận xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, khi xe ô tô khách biển số 36B01508 đã đâm vào đuôi xe ô tô đầu kéo biển số 51C40091 kéo theo rơ móc biển số 86R00492. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, chưa xác định được danh tính nạn nhân. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã tiếp cận hiện trường, điều tra giải quyết vụ việc và tiến hành phân luồng giao thông. Sáng 9 tháng 5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết đã có báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa lớn, dông sét kèm theo gió lốc giật mạnh xảy ra tại xã Đa Cai, xã Sùng Nhơn, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh. Trong đó, tại thôn 10, xã Đa Cai bị ảnh hưởng gió lốc xoáy mạnh nhất với hơn 300 cây sầu riêng có độ tuổi từ 5 đến 15 năm tuổi bị đổ ngã, gãy hoàn toàn. Hơn 500 cây khác bị gãy ngọn, cành, rụng trái non. Sản lượng sầu riêng bị thiệt hại khoảng 1.000 tấn, ước thiệt hại hơn 60 tỷ đồng. Thiên tai còn làm khoảng 25 hectare khoai lang tại xã Sùng Nhơn bị ngập nước, hai căn nhà tại thị trấn Đức Tài bị hư hỏng nặng. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn một số biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn thành phố. Theo đó, cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường đưa vào hoạt động phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy theo Nghị định 136 và đảm bảo các yêu cầu bắt buộc về phòng cháy chữa cháy. Một số trường hợp cải tạo ảnh hưởng đến các yêu cầu an toàn phòng cháy chữa cháy theo Nghị định 136 phải áp dụng quy chuẩn Việt Nam 06. Các cơ sở phải sửa chữa khắc phục các tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy để phù hợp với thiết kế và đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định tại thời điểm được thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy thì không xem là cải tạo để thực hiện thẩm duyệt theo Nghị định 136 và không yêu cầu áp dụng quy chuẩn Việt Nam 06. Cơ sở không thuộc đối tượng thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy theo Nghị định 35/2003, Nghị định 46/2012, Nghị định 79/2014 hoặc đã được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng đến nay không thuộc đối tượng thẩm duyệt theo Nghị định 136 thì chủ cơ sở tổ chức khắc phục ngay và không yêu cầu thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.